con đường Trường Sơn huyền thoại, mạch máu nối liền từ Bắc vào Nam. Trên con đường ấy, biết bao chuyến hàng, vũ khí, đạn dược cùng bao chiến sĩ đã lên đường ra mặt trận. Nơi ấy đã ghi dấu những chiến công thầm lặng, những mất mát hy sinh của bao cô gái thanh niên xung phong săn lấp mở đường. Và nơi ấy cũng là nơi anh đã gặp lại em, cô gái mở đường, theo những anh hùng tổ quốc yêu thương, góp công cùng tiền phương chiến thắng thù. Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang đống cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng ngó. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, em bao nhiêu tuổi mà xinh em kỳ thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cuối đầu. Em đi bằng những nhịp cầu, nối những con đường tổ quốc yêu thương, cho xe tăng tới chiến trường. Cô gái miền quê ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh với trăng tròn. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương giúp lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói Bác Hồ trong tim người sáng, như sao mai lấp lánh dõi núi rừng, soi cho em đắm chặng đường trên đất quê nhà tổ quốc yêu thương. Ôi con đường mới anh hùng. Cô gái vui ngày đêm mở đường, rừng trăm hoa đua nở chẳng có hoa nào bằng. Em đi sang rừng em đi bản núi, em như con suối nước chảy không ngừng. Em đang bước tiếp chặng đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương, có công cùng chiến thắng thù, có công cùng biên phương chiến. Kính thưa quý vị, đất nước ta đã trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và vĩ đại. Chúng ta đã giành được thắng lợi vẻ vang, non sông thống nhất, tổ quốc độc lập, tự do và đang từng bước vững chắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem ấm no và hạnh phúc đến cho mọi người. Cũng chính từ chặng đường vẻ vang ấy của lịch sử đã tạo nên một thế hệ những nhạc sĩ tài hoa mang đến cho đời những tác phẩm âm nhạc bằng tâm huyết của mình. Đó là minh chứng cho lịch sử và vẫn còn sống mãi với thời gian. Một trong số những nhạc sĩ tài hoa ấy là nhạc sĩ Xuân Giao, với rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Giữ biển trời Quảng Bình Vĩnh Linh, Chào sông Mã Anh Hùng, Cô gái mở đường, Đi tới những chân trời, vân vân. Vì những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, ông đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về âm nhạc. Nhạc sĩ Xuân Giao sinh ngày 2 tháng 1 năm 1932, quê ông ở tỉnh Hưng Yên. Để có thể tìm hiểu đôi nét về thân thế và sự nghiệp sáng tác âm nhạc của ông, trong chương trình bình luận âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ lại gặp gỡ và trao đổi với nhạc sĩ Trương Quang Lục. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Trương Quang Lục. Xin chào các bạn. Tên khai sinh đầy đủ của nhạc sĩ Xuân Giao là Trương Xuân Giao. Tên Xuân Giao. Tuy là quê hương gốc gác thì ở Hưng Yên, nhưng mà lại sinh ra ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Rồi lớn lên là học một cái trường chuyên khoa phan thanh ở Thái Bình. Tức là ông cũng đi nhiều nơi. Nghe nói Xuân Giao đi bộ đội từ khá sớm, bởi vì hầu như là tất cả những thanh niên thời đó mà họ đều đi bộ đội trước tuổi hết. Thì năm 50, lúc mà vừa đúng 18 tuổi, thì cái cậu thanh niên Xuân Giao đã tham gia bộ đội rồi. Thời gian đầu thì là đóng quân ở Việt Bắc.
ở núi rừng Việt Bắc. Nhưng mà sau đó thì cậu được cử đi học cái trường Lục Quân Trung Bộ, đúng ra là Bắc Trung Bộ. Vâng. Trung Bộ. Rồi trải qua rất nhiều ngày đêm luyện tập ở vùng Thanh Nghệ tỉnh. Vâng. Thế Xuân Giao thì đã ở bộ đội như vậy thì chắc chắn là không thể thiếu những cái lúc mà sinh hoạt văn nghệ với ca hát cùng bộ đội. Bộ đội mình thì là đánh giặc cũng giỏi nhưng mà cũng yêu thích ca hát nhiều. Vâng. Cho nên Xuân Giao ở trong bộ đội thì rất là tích cực hoạt động văn nghệ, bởi vì cũng có năng khiếu mà. Vâng. Như là ca hát, rồi làm quảng ca. Vâng. Rồi sáng tác các bài hát nữa. Vâng. Và làm thơ nữa. Vâng. Cũng làm thơ để phục vụ yêu cầu công tác chính trị của trong lực lượng vũ trang. Vâng. Thế đến khi nào thì nhạc sĩ Xuân Giao lúc ấy đã chuyển hẳn công tác, tức là chuyên về âm nhạc? Chuyên về âm nhạc. Thì đơn vị thấy anh có một cái khả năng văn nghệ. Vâng. Thì năm 1952 trong kháng chiến chống Pháp á, thì lúc 20 tuổi thì cấp trên điều anh về cái đoàn văn công quân đội. Vâng. Công quân đội. Ở đây thì phải tham gia mọi cái loại hình, bởi vì ở văn công thì không thể nào mà anh chỉ chuyên trách một thứ. Về biểu diễn thì là ca hát là đã đành, là phải đánh đàn luôn. Nếu biết đánh đàn vẫn đàn, đóng kịch, nhảy múa luôn. Về sáng tác thì viết bài hát, rồi lại làm thơ, rồi lại viết kịch bản luôn. Cho nên có thể là ở trong cái đoàn văn công là rất là đa năng. Thế những cái sáng tác mà của Xuân Giao trong cái thời gian ở văn công thì hiệu quả của nó như thế nào ạ? Nói chung là những cái sáng tác đó là thường phục vụ tại chỗ, kịp thời. Cho nên cái chất lượng nghệ thuật cũng không được cao lắm. Mà hồi đó thì cũng chưa có kinh nghiệm lắm trong con đường sáng tác âm nhạc. Cho nên cũng ít phổ biến ra ngoài, ra ngoài quần chúng. Thế nhạc sĩ Xuân Giao thì công tác ở bộ đội trong thời gian được bao nhiêu lâu? Thì anh ở cái đoàn văn công quân đội được 10 năm. Vâng. 10 năm. Sau đó cảm thấy cái nghề diễn viên của mình không tiến lên được. Cho nên anh mới chuyển ngành sang cái nhà xuất bản âm nhạc. Thì nó thích hợp với anh hơn. Và anh ở đó cho đến khi về hưu luôn. Tôi nghĩ rằng là thế này, cái thời gian, chính cái thời gian mà trong quân đội, quân đội mà là văn công, văn công đấy, được tiếp xúc với bộ đội, rồi tiếp xúc với những các cái trận đánh, thời gian đó, thì chính cái đó là cái tạo điều kiện và vốn sống cho anh, để cho những sáng tác sau này của anh. Tôi thấy thì đúng là như thế. Khi mà mình ở trong một cái đoàn văn công, mà đoàn văn công này không phải là biểu diễn ở những cái chỗ mà thị trấn hay là thành phố, mà phải đi chiến trường phục vụ bộ đội, thì có thể nói là làm cho ảnh có rất nhiều cái thực tế về âm nhạc, học tập để phục vụ cho âm nhạc. Thì khi mà chuyển về nhà xuất bản âm nhạc làm tác biên tập thì là có dịp đọc hàng trăm hàng ngàn cái tác phẩm của các nhạc sĩ trong nước gửi đến, để rồi tuyển chọn, rồi biên tập, rồi giới thiệu với quần chúng qua những cái ấn phẩm để xuất bản. Rồi qua đó anh lại có dịp học tập kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức, phục vụ quần chúng tốt hơn. Rồi ngoài ra công tác biên tập âm nhạc thì ở trong cơ quan đó, cơ quan nhà xuất bản thì cũng bố trí đi thực tế nữa. Đi đến những cái nơi như nhà máy, xí nghiệp, đơn vị quân đội, rồi những cái nơi như là ruộng đồng, công trường, những cái nơi mà đang có cái phong trào là tay búa, tay súng, rồi tay cày, tay súng. Vâng. Thì qua cái thực tế đó, nó giúp cho cái người nhạc sĩ có thể sáng tác được tốt hơn. Vâng. Thế cái thời gian mà trước năm 75 đấy, khi mà tôi còn công tác ở Đài Phát Thanh Giải Phóng đấy, tôi được nghe một số ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Giao. Thì cụ thể nói về một số những các cái địa phương mà có cái gương chiến đấu kiên cường, anh dũng, như là cái bài mà Giữ Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh, hay là bài Chào Sông Anh Hùng, vân vân. Thì có thể nói là cái bài mà Giữ Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh hồi đó nó gần như là trên đài phát thanh hát rất nhiều. Bởi vì Quảng Bình Vĩnh Linh là nơi như là gần nơi đầu sóng ngọn gió. Nghĩa là nơi là túi bom của địch nó dồn xuống. Và đây cũng là lúc mà không quân, hải quân địch nó đánh phá rất là ác liệt miền Bắc. Mà đặc biệt Quảng Bình Vĩnh Linh nó là nơi chịu đựng nhiều nhất. Thì trong bài hát có những câu là nắng lên nghe biển vui reo. Cô em cô tay súng tay chèo đẹp sao. Rồi biển trời tổ quốc thân yêu, có dân có quân dân sát vai nhau giữ gìn. Phải nói là cái giai điệu rất đẹp, trầm hùng, tươi mát, rồi ca từ cũng đẹp nữa. Cho nên có thể nói là đó là một cái bài hát rất hay, ca ngợi cái tinh thần lạc quan của chiến đấu của
của quân dân ở Vĩnh Linh, Quảng Bình, Vĩnh Linh. Cái bài Chào Sông Anh Hùng đấy của nhạc sĩ Xuân Giao thì cũng nói về một cái địa danh mà đánh giặc kiên cường, thì tôi nhớ là nói về cái địa danh Cầu Hàm Rồng. Đó, mà cái điều gì đã được làm nên một cái sáng tác để cho quần chúng yêu thích như vậy? Nói đến sông Mã thì chúng ta là nhớ đến cái đất Thanh Hóa đánh giặc kiên cường. Rồi nói đến sông Mã là nhớ đến cầu Hàm Rồng, cái cầu mà lớn nhất ở trên sông Mã. Thì cái đó là một cái điểm son anh hùng á trong thời kỳ chống Mỹ của nước. Thì nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác bài này năm 1967. Khi được quần chúng rất là yêu thích vì giai điệu và ca từ gợi lên một cái cách trung thực á, cái tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân nhân Thanh Hóa. Đánh trả không quân địch. Và cả hai quân địch nó ở ngoài biển nó bắn vào, bắn vào cái cầu Hàm Rồng. Thì có thể nói là cái bài đó nói lên một cái chí khí anh hùng của quân dân ở đấy, một cái nơi mà chịu nhiều bom đạn nhưng mà vẫn cái cầu Hàm Rồng vẫn đứng vững, bởi vì địch nó biết đó là cái nơi mà vị trí sung yếu để có thể chuyển từ chi viện của miền Bắc vào miền Nam, phải đi qua cầu Hàm Rồng. Cho nên do đó thì nó hay tập trung nó đánh phá ở đó, và nhiều giặc lái cũng đã bỏ mạng ở đó, Một cái điều đặc biệt thế này này, bài Giữ Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh thì nhạc sĩ Xuân Giao đã dùng chất liệu dân ca khu tư đấy, thế mà đặc biệt là cái bài mà Chào Sông Anh Hùng thì lại là cái dân ca Thanh Hóa, mang cái chất là hò Thanh Hóa, hò sông Mã. Tức là ảnh không có cúp binh nguyên mà chế biến rất nhiều qua cái bàn tay sáng tạo của nhạc sĩ ấy, thì cái bài nó có những cái câu như là sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đó, soi bóng dòng sông Mã chảy mênh mang ơi, quê ta bao yêu thương vang nước sông tiếng hát anh hùng. Có thể hồi đó là gần như là không riêng gì bà con Thanh Hóa thích bài này mà bà con cả nước đều thích. Thấy nó lên một cái điểm son của đất nước. Tôi đã nghe một số ca khúc của nhạc sĩ Xuân Giao nói về cái giới trẻ, và được chính cái giới trẻ rất hâm mộ. Cái thời đó, ví dụ như là các cái bài là Cô Gái Mở Đường, hay là Đi Tới Những Chân Trời, hay là Theo Tiếng Người Ta Vững Bước Đi Lên. Đấy, một số bài nữa. Thì bài đó thì có thể nói là thế này, cái tâm giới trẻ là cái bài Cô Gái Mở Đường là rất thích rồi. Nhất là tốt nữ biểu diễn á, thì rất là hấp dẫn. Nhưng mà chúng ta sẽ trở lại bài này sau. Bây giờ chúng ta đi đến cái bài là Đi Tới Những Chân Trời. Đi Tới Những Chân Trời. Thì có thể nói là cái bài Đi Tới Những Chân Trời ấy mà. Thì cái bài này là viết vào năm 66. Khi đó thì tuổi trẻ cả nước phơi phới, mà nó có một cái câu của tôi hiểu nó là lòng phơi phới dậy tương lai. Mà lòng phơi phới dậy tương lai. Thì ở tiền tuyến tuổi trẻ ra sức đánh giặc, ở hậu phương thì là tay búa, tay súng, tay cày, tay súng, tay chèo, tay súng á. Trong những bài có những câu như là như những cánh chim bay khắp bốn phương trời á, như những cánh chim bay khắp bốn phương trời, đoàn ta đi tới những con đường sáng tươi, thì chân mây xa xôi nắng hồng đang vẫy gọi, ta lên đường phơi phới tuổi 20. Thì hồi đó thì có thể nói là cái giọng hát của ca sĩ trên đài đã phơi phới rồi, mà ngay quần chúng trong những cái hội diễn cũng rất là say mê cái câu này. Thì đáng chú ý là thế này, cái bài Đi Tới Những Chân Trời ra đời trong thời chống Mỹ, nhưng mà sau giải phóng thỉnh thoảng trong các hội diễn hay là những cái nơi mà ở các trường hay là các trung tâm văn hóa, tôi thấy các anh em thanh niên vẫn hát bài này. Bởi vì nó nói lên được cái lòng phơi phới của tuổi trẻ muốn cống hiến cho đất nước. Thế ngoài những cái bài kể trên ấy, thì nhạc sĩ Xuân Giao còn viết về những cái đề tài như là công nhân này hay nông dân hay không? Ông thì tất cả các cái lĩnh vực thì ông khá nhiều bài. Ví dụ như viết về các chiến sĩ thì có bài Chiến Sĩ Mở Đường Trận Tuyến Khai Xanh năm 68, Ta Lại Kéo Pháo Vào Trận Địa cũng năm 68, rồi Trai Hà Nội Lên Đường năm 69. Rồi về đề tài công nhân thì có các bài là Yêu Thủ Đô Yêu Nhà Máy năm 65, Vinh Quang Nhà Máy Chúng Ta năm 72. Rồi về đề tài nông dân thì có Tiếng Hát Trên Đồng Lúa năm Hà, rồi năm 70, rồi Hội Cấy Mùa Xuân năm 71.
Thế cái sau cái thời gian mà miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 75 đấy, thì đất nước đã chuyển sang một cái trang sử mới. Thì nó là một cái động lực rất là lớn cho tất cả những cái sáng tác của các nhạc sĩ. Và chính các nhạc sĩ cũng là thấy đây là cái nguồn cảm hứng để viết được nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Thì chắc là nhạc sĩ Xuân Giao cũng giống như các nhạc sĩ khác là sẽ cho ra đời rất nhiều những tác phẩm hay, phải không? Có thể nói là thời kỳ chiến tranh đã qua, thời kỳ kháng chiến đã qua. Cho nên bây giờ thì ảnh là tiếp tục viết, nhưng mà là viết về đề tài tình yêu, về hạnh phúc, nhưng mà cũng không quên có những cái bài nói về những kỷ niệm không phai mờ cái thời chiến tranh cứu nước. Rồi có, chúng ta có thể kể những bài thế này: Mưa rừng Tây Nguyên này, Vườn xưa này, phổ thơ của Tế Hanh, Sống và em, phổ thơ của Xuân Quỳnh, rồi Tình yêu, phổ thơ của Vũ Quỳnh Phương, rồi Nắng phai, phổ thơ của Đỗ Hồng Ngọc. Nhà bác sĩ và nhà thơ ở đây. Rồi Chút tình yêu gửi Hà Nội mùa thu, hay là Tạm biệt Sầm Sơn. Thì có thể nói sau giải phóng anh cũng viết liên tục và rất nhiều. Trong cái lĩnh vực mà sáng tác cho thiếu nhi đấy, thì tôi được biết nhạc sĩ Xuân Giao có một cái bài rất nổi tiếng là cái bài Em mơ gặp Bác Hồ. Và cái bài mà Em yêu anh Phi Công cũng rất được phổ biến. Thì cái bài mà Em yêu anh Phi Công á, thì là ổng phổ thơ của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh. Thì bài đó thì các em thiếu nhi thì quá thích rồi. Có những câu như là: Anh Phi Công ơi, anh bay lên trời, anh nghiêng đôi cánh sông như xoài, anh vòng anh lượn bay trên ra vơi, anh vòng anh liền bay trên bầu trời. Có thể nói là phổ nhạc một cái bài thiếu nhi ấy, tức là theo như nhạc sĩ Lê Yên thường nói là thoát, phổ thoát ấy. Tức là không còn bị lệ thuộc vào thơ nữa, mà thành như một ca khúc đẹp, hoàn chỉnh. Thì sau giải phóng thì có một nhóm nhạc sĩ mà hay yêu thích viết cho thiếu nhi ấy, từ miền Bắc vô miền Nam sáng tác. Trong đó có mấy cái ông này: Phong Nhã, Lão Làng á nhỉ, Mộng Lân, rồi Xuân Giao, rồi ông Văn Dung. Văn Dung thì vào thăm thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ai cũng có tác phẩm mới hết cả. Thì cái bài Xuân Giao thì anh có cái bài Làm Ăn Non Thành phố Hồ Chí Minh, bài mà trẻ con rất là thích. Thế nhạc sĩ Trương Công Lục ấy, thì cũng là một cái người mà viết rất nhiều những cái tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng. Thế thì nhạc sĩ có thể cho biết là vì lý do gì một cái nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà hầu như là chưa lần nào vào Sài Gòn, chưa vào Thành phố Hồ Chí Minh lần nào, mà lại có một cái tác phẩm viết về Thành phố Hồ Chí Minh là Làm Ăn Non Thành phố Hồ Chí Minh mà lại được các em thiếu nhi của Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận và rất yêu thích nữa. Có thể nói là trước 75 thì nhạc sĩ Xuân Giao cũng chưa từng đặt chân đến miền Nam. Và sau khi giải phóng thì anh đi trong một cái đoàn nhạc sĩ mà yêu thích viết cho các em. Thì vào thành phố thì đầu tiên là gặp các em ở thành phố. Thì khi mà nghe các em nó hát, mà hát không phải là với cái ngữ điệu của miền Nam, ngữ điệu miền Nam, thấy là lạ mà rất là dễ thương. Dễ thương. Rồi trong một cái giây phút xuất thần á, thì anh có một cái bài là anh viết cái bài Làm Ăn Non Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một cái bài có giai điệu đẹp, dễ thương, mà đặc biệt một cái ca khúc, một đoạn thơ, một đoạn đơn cân đối, rất là cân đối, dễ hát, dễ nhớ, âm vực cũng không phải là quá thấp và quá cao. Khi mới ra lò thì bài này đặc biệt là được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, bây giờ mất rồi, thì dàn dựng cho các em nhỏ nhỏ. Thì từ đó là cái bài hát đó nó trở nên như là một cái bài ca nằm lòng của tuổi thơ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nói về tuổi thơ Thành phố Hồ Chí Minh thì phải nhớ ngay đến cái bài Làm Ăn Non Thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là Ăn Non Thành phố Hồ Chí Minh là rất là dễ thương. Ông có Xuân Giao thì có một cái bài nữa là bài Em Mơ Gặp Bác Hồ. Bài đó thì quá nổi tiếng rồi. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, dầu bác dài tóc bác bạc phơ. Em âu yếm hôn đôi má bác. Nhạc sĩ Trần Quốc Bích không nhớ nhạc cái gì như thế là rất hay á. Cái bài này thì tôi cũng hay đi chấm nhiều cái hội diễn á mà. Thì ở Tây Nguyên, lên Tây Nguyên chấm, rồi đi Cần Thơ, rồi đi Bình Dương, mấy nơi. Thì cái bài này rất phổ biến, rất phổ biến. Mà mấy em nó biểu diễn rất dễ thương. Chúng ta sẽ trở lại với bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Giao, đó là bài hát Cô Gái Mở Đường. Nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác bài này trong cái dịp như thế nào, thưa nhạc sĩ? Thì hồi đó thì như chúng ta biết á, là những cái năm tháng gian khổ trong chiến tranh phá hoại trên miền Bắc á, thì những cái tuyến đường Trường Sơn,
thì luôn luôn có những cái đoàn thanh niên xung phong á, đi theo bộ đội á, đêm ngày mở đường, rồi bom đạn khi mà nó ném bom thì bắt đầu là phải lấp ô bom hoặc là cùng với bộ đội đào bom lên những cái trái bom không nổ gì. Thì đó là những cái nơi mà thu hút rất nhiều văn nghệ sĩ đến để mà tìm một cái cảm hứng sáng tác để phục vụ cái sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Thì năm 66 á, thì nhạc sĩ Xuân Giao cũng tham gia một cái đoàn nhạc sĩ đến với các cái chàng trai, cô gái ở Trường Sơn, thanh niên xung phong ở Trường Sơn. Mà ông đến như thế là đến tận Vĩnh Linh, Quảng Bình, nơi mà chịu nhiều cái bom đạn ác liệt nhất. Và cái bài hát Cô Gái Mở Đường ra đời tại khi mà ở trên nơi đó ông đã viết. Khi sau khi mà đã thăm một cái đơn vị nữ thanh niên xung phong, mà trong đó chúng ta nhớ có những câu như lên rừng cây xanh mở lối. Rồi em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cúi đầu. Cho nên có thể nói là đó là những hình ảnh thật, không phải là cường điệu, nói về những cái dũng cảm, lòng tinh thần dũng cảm của. Theo nhạc sĩ thì hiệu quả của bài hát Cô Gái Mở Đường của nhạc sĩ Xuân Giao đến với các bạn trẻ Việt Nam nói chung và với các bạn trẻ mà đi thanh niên xung phong nói riêng đấy, trong cái thời chống Mỹ cứu nước, thì cả cái trong thời kỳ hòa bình hiện nay như thế nào thưa nhạc sĩ? Thì không biết cái này nhạc sĩ Trần Phú, mình cũng từng là đội viên thanh niên xung phong bác nhé. Mà đội viên thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Pháp, hồi đó hoạt động ở Tây Nguyên. Cho nên sau đó rồi thì tôi hay theo dõi những cái sáng tác về thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ cũng như là từ hòa bình đến nay, từ kỳ thống nhất đến nay. Thì phải nói là cái bài mà Cô Gái Mở Đường của Xuân Giao có thể coi như là một cái bạn đồng hành của thanh niên xung phong, mà đặc biệt các bạn nữ thanh niên xung phong. Tức là một cái bài này thì ông viết theo điều thứ, mi thứ, nghĩa là rất là nữ tính, nữ tính, nhưng mà là không yếu điệu mềm yếu, không yếu điệu mềm yếu, mà là rất là khỏe khoắn này, lạc quan. Đó, cái bài Cô Gái Mở Đường này. Trong chiến tranh thì đó là một cái bài hát mà nó đồng viên cái tinh thần của anh em, của chị em, nữ thanh niên xung phong. Nhưng mà đặc biệt là khi hòa bình lập lại rồi, có những cái nơi mà khó khăn thì nữ thanh niên xung phong cũng có đến tham gia. Thì cái bài hát Cô Gái Mở Đường nó gần như là một cái đồng viên chị em trong cái công việc mà xây dựng kiến thiết đất nước, và làm cho chị em có những cái ước mơ, khát vọng, tình cảm đẹp nhất thông qua cái giai điệu của bài hát và lời ca của bài hát này. Vâng. Để có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của tác phẩm, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Cô Gái Mở Đường của nhạc sĩ Xuân Giao qua phần biểu diễn của Tốp Nữ Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tim
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao và tìm hiểu đôi nét về thân thế và sự nghiệp sáng tác âm nhạc của ông qua phần trao đổi với nhạc sĩ Trương Quang Lục. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trương Quang Lục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình bình luận âm nhạc hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.